dì đà phật a à, dì đà phật a à, dì đà phật nam mô bổn sư thích cao ni phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng Học đến tập 11 Anh Nhân Đức đọc một đoạn kinh văn để chúng ta học tập đây là đoạn kinh văn trong kinh a di đà sớ sao này xá lợi Phật ơi nếu có người muốn sanh sang nước phật a di đà mà đã phát nguyện hoặc nay mới phát nguyện hoặc mai mới phát nguyện thì những người ấy đều được tớ cõi a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề chẳng hề lui chuyển và đều được sanh sang cõi nước kia ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi ai nay mới phát nguyện thì nay được sanh còn mai mới nguyện Thì mai được sanh Bởi thế cho nên xá lợi Phất ơi Các thiện nam thiện nữ ơi Nếu có ai tin Thì nên phát nguyện Sanh sang nước kia à Đây là một thông kinh văn à Ngài xá lợi Phất là bậc trí tệ đệ nhất đại diện cho tất cả chúng ta đức thích ca mâu ni khi nói kinh di đà thì không có người hỏi mà ngài tự nói gọi tôn giả xá lợi phất là bậc đại trí đại diện cho tất cả chúng sanh đời sau chúng ta khi nghe thì có thể là có lòng tin vì tôn giả, tôn giả xá lợi phất Ngài là bậc đại trí mà Đâu phải là người tầm thường Nếu như mà Đức Thích Ca Mâu Ni Nói Kinh Di Đà mà Gọi một ông tư dạy xích lô Hay là bà ba bán bánh bò Thì chúng ta Lo sợ Chúng ta nghi đúng không Còn cái này gọi xá lợi phất Trong đệ tử Đức Thế Tôn Như là xá lợi phất Là bậc thượng thủ Gọi xá lợi phất Để nói Kinh Di Đà nói về thế giới cực lạc. Và đoạn kinh văn này chúng ta nghe rất rõ ràng. Nếu ai muốn sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà mà đã phát nguyện hoặc nay mới phát nguyện hoặc mai mới phát nguyện thì những người ấy đều được tớ cõi của Đức Phật A Di Đà. Đoạn kinh văn này Quý vị nghe đều là có một chữ nguyện Mà nay phát nguyện hoặc là mai phát nguyện Ý nói Thí dụ như hôm nay Chúng ta vừa nghe tịnh độ Thì chúng ta phát nguyện cầu sanh cực lạc Chữ nguyện này là hôm nay là cái khởi tâm Khi nghe tịnh độ mà tin Giữ cái nguyện này cả cuộc đời của mình đến khi cận tử nghiệp cũng là cái nguyện ban đầu này thì chắc chắn rằng người này niệm phật sẽ được sanh về thế giới cực lạc nên chư tổ sư mới nói rằng là giữ tâm như thở ban đầu một đời dư thành phật giữ cái nguyện kiên cố thì trước đó là chắc chắn là có tính là lòng tin Thí dụ như Chúng ta có lòng tin với Pháp Môn Tịnh Độ Thì nguyện mới kiên cố Mà cái nguyện gì? Nguyện cầu sanh cực lạc kiên cố Thì cái hạnh chúng ta là chắc chắn nhớ ai với Đạo Phật Vì chúng ta muốn sanh về thế giới cực lạc Thì nhất định là cái nguyện kiên cố Mà cái nguyện là cái đi đó cái nguyện là muốn tới thế giới cực lạc đó thì chắc chắn rằng cái hạnh là chúng ta nhớ ai với đạo phật chứ gì nên một cái nguyện này là trước đó là có lòng tin còn cuối cùng là có cái hạnh chí thành niệm phật để cầu sanh cực lạc mà lấy cái nguyện này làm chính quý vị để ý khi mỗi một người chúng ta làm việc gì đó nếu chúng ta không phát nguyện làm sao làm không phát nguyện kiên cố thì làm rất là dễ bỏ cuộc giữa chừng thí dụ như cái chuyện đi tu của chúng ta thôi mỗi một buổi sáng công phu thôi nếu chúng ta không có cái nguyện kiên cố chúng ta cũng không lên tu theo thờ điều được nữa quý vị rồi chúng ta không có cái nguyện kiên cố quý vị tu giữa chừng quý vị chạy ra ngoài thí dụ như bây giờ mình nói mình nghiệp nặng quá ai mà nghiệp không nặng Ai đến thế gian này mà nghiệp không nặng Chúng ta cái nghiệp nặng quá là do gì Chúng ta nắm giữ thôi Thí dụ như Người này nói Tôi nghiệp nặng lắm Rất là dễ sân si Vậy là cũng thấy rồi đó Rất là dễ sân si Gọi là nghiệp nặng quá Mà là nắm bắt sân si Tôi nghiệp nặng quá Tôi rất là dễ buồn phiền Cũng thấy rồi đó rất là dễ buồn phiền Là do nắm bắt buồn phiền Tôi là nghiệp nặng lắm Tôi ưa giận người khác Buồn người khác để trong tâm lắm Thì chúng ta thấy được như vậy Thì đừng nên buồn người khác để trong tâm nữa Thì tức khác không có nghiệp nặng gì hết Nên chúng ta ai đến thế gian cũng nghiệp nặng Nên chúng ta mới gặp được Phật Pháp Chúng ta dụng công tu Nhưng khi dụng công tu vào trong chánh điện tu thì chúng ta niệm thờ địa chung hoặc lễ Phật thờ Thì chúng ta chạy ra bên ngoài ngồi chỗ nào đó Hoặc là tu một chút rồi chạy mất tiêu Vậy thì làm sao gọi là dụng công được Mình đã nói rằng mình là nghiệp nặng mà mình không chịu cố gắng Thí dụ như người này viết chữ xấu Thì chúng ta cố gắng tập viết chữ từ từ viết chữ đẹp Người này nói chuyện bập bẹ chúng ta siêng năng nói chuyện khéo léo từ từ cũng sẽ khéo léo cũng như là một bộ đồ dơ chúng ta giặt nhất định sẽ sạch không giặt làm sao sạch đó từ nơi đó mà cái nguyện là chỗ rất quan trọng nên đoạn kinh văn này đọc hết đoạn kinh văn đều giữ một chữ nguyện là cái nguyện ban đầu cho đến khi cuối cùng cuộc đời mình vẫn giữ cái nguyện kiên cố đó Thì người này niệm Phật chắc chắn là giảm sạch Quý vị biết rằng Cái người tu mình mà bỏ đạo là do gì không giữ được cái nguyện kiên cố đó quý vị Thí dụ như người mà có thể tu một pháp tu mà tu cả cuộc đời Thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền Ngài có thể niệm một câu a di đào Phật Niệm 92 năm là ngay chỗ nào mà Ngài niệm được như vậy Là cái nguyện Quý vị ngồi đây ngồi suy nghĩ kỹ Phải là nguyện hay không Từ nào đó do ngay cái nguyện Mà chúng ta có thể tu một pháp môn Cả cuộc đời không thối chuyện Cái nguyện vô cùng là quan trọng Thí dụ như quý vị muốn bỏ một cái điều sai Cũng là từ ngay chỗ phát nguyện rồi quý vị muốn làm được một việc gì đó Cũng từ ngay cái nguyện Thí dụ như Ngoài đời người ta không tu gì hết chạy xích lô thôi không có bao nhiêu tiền hết á hoặc là giác bao hoặc đi lượm bọc nhưng mà trong lòng của người ta là muốn cắt một căn nhà để cho vợ con người ta có chỗ ở đây là nguyện chứ gì chỉ cần họ giữ cái nguyện này dù là đi lượm bọc giác bao chạy xe ba gác hoặc xích lô vậy mà dù là họ chạy xe lên gốc cao mà họ ho họ ói máu vậy mà trong lòng họ vẫn nuôi một cái nguyện rằng cố lên cố lên vợ con ta đang cần một căn nhà ở con ta đang cần có tiền để đóng tiền học kia hoặc là gì một việc gì người thân họ họ phát cái nguyện Quý vị tin không họ chạy xe dù là họ, họ họ ói ra máu tại chỗ vậy mà họ vẫn là quyết chí vì sao nhờ ngay cái nguyện mà có thể Họ tiến đến một cái sự thành công Khi đạt đến cái sở nguyện đó Là do nguyện kiên cố Còn con người chúng ta là do gì Chúng ta lơ lơ lửng lửng Chúng ta không có một cái nguyện kiên cố Thí dụ như bây giờ Một con người này ngoài đời Những đứa có một ông huynh đệ kìa Ngoài đời ông hư hỏng á Ông vô chùa ông tu là ông cứ bê tha suốt à Là do gì Là do ông có cái nguyện gì hết á mà con người mà như vậy thì quý vị suy nghĩ làm sao mà làm được việc gì hả quý vị tại vì không có cái nguyện gì hết và không không có bao giờ mà mà có một cái tiêu chuẩn gì đối với cuộc đời của mình chăng thì cuộc đời con người mình nó tệ dữ lắm quý vị à nên các anh em trong chùa mình mỗi người mình giữ mạng của mình cái huệ mạng mình mình cố gắng mình giữ thí dụ như buổi sáng mình thức sớm quá trời luôn mình tu mệt lắm còn mấy ổng nhiều khi mà ổng ngồi chơi với mình sao ổng không tu vậy chứ Mình đừng có ngồi Có nghĩa là anh em á sau này qua bên kia Phải có cái lập trường nghe chưa Bên đây là có những đức dung dưỡng cho đó Sau này qua bên kia là không có ai dung dưỡng cho các anh em đâu đó Tại vì buổi sáng không có những đức Từ nơi đó các anh em không lo giữ mạng mình là các anh em ghét gán chịu đó Vì bên đó nó rộng rãi lắm Đừng có học đòi tầm bậy ở bên đây là những đức khuôn hết trơn rồi Giống như là bảo vệ quý vị rồi đó Nếu ai mà có cái tư tưởng suy nghĩ Vì ngồi suy nghĩ đi Phải không Dù cỡ nào đi chăng nữa Những đức ở nơi nào là những đức cũng là khuôn chúng lắm Nó là bảo vệ chúng đó Giống như thầy Lý Vĩnh Nam nói Giữ ao cá quý vị ừ. Nên có khi bằng đêm ngồi nói chuyện yêu ngao Sáng ngủ gà ngủ gặt ngồi chí đó Còn người ta thì người ta sáng ta không tu Người ta ngồi với mình nửa đêm sáng ta ngủ luôn rồi Thôi những người đó thôi Mình khỏi cần suy nghĩ đến Dù là bạn bè bạn bè Nhưng thôi mỗi một con đường đi của chúng ta là chúng ta đi Chứ không có nói dòng do Chứ không phải nhận thức người bạn của mình chơi chung Các anh em phải khéo léo đó Tại vì khi chết đi là con đường nó mỗi người tự đi Chứ làm sao mà chúng ta Đi theo con đường đỏ lạc của họ được anh em Ủa một đời của mình đúng không đó. Nên cái nguyện quan trọng lắm Thành công là ngay cái nguyện Người thế gian thành công cũng là ngay cái nguyện Thí dụ như chúng ta nói một câu trong Phật Pháp Bác Hồ chúng ta Cái việc làm của Ngài là gì khó làm đó quý vị Ở Nhân Đức đọc qua lịch sử Bác Hồ Nhân Đức thấy ôi ơi đúng là không có đơn giản chút nào chứ nó mà đọc qua cái công đoạn mà nhiều người cũng biết từ là một chàng trai trẻ mà thờ đó bác hồ có gì đâu vậy đó mà thấy đất nước bị đô hộ nhân dân khổ cực quá vậy mà rủ người bạn bạn ơi bạn có yêu nước không bạn người bạn nói yêu nước bạn cùng đi với tôi được không đi đâu tôi với bạn cùng đi khắp nơi trên đất nước để mà học những cái hay nhất rồi nhất định ta sẽ trở về cứu quê hương đất nước của ta cái tư tưởng của bác lúc đó mạnh quá người bạn lúc đó hứa nhưng mà về nằm suy nghĩ sợ quá bây giờ ta trắng tay làm sao mà đi các nước trên thế giới học thì lúc đó người bạn nó cũng nói như vậy thì bác hồ nói tôi tay ta nè Đôi tay ta đi đến đâu thì làm đến đó. Kiếm cuộc sống có tiền để học từ ngay đôi tay mà tạo nên. Thì người bạn lúc đó cũng hứa nhưng mà cuối cùng người bạn suy nghĩ không dám đi việc. Không dám đi thì tôi đi. Tôi rủ bạn là tư tưởng. Nếu bạn không đi thì tôi đi, quý vị thấy đặc biệt không? Có nghĩa là cái này là chúng ta nói pháp thế gian đó, nhưng mà quý vị coi Phật pháp nó giống không? Giống. Là cái nguyện Bác là do cái nguyện quá kiên cố Nên làm được việc mà người khác khó làm với vị nghĩ Một chàng thanh niên không có gì hết Vậy mà dám đi tìm đường cứu nước Vậy mà cái sự thành công rạng rỡ là ngay cái gì Là nguyện kiên cố chứ gì Nguyện kiên cố Nên cái đoạn kinh văn này Phật nhắc nhở chúng ta Cái nguyện quan trọng là cái nguyện ban đầu á cái nguyện ban đầu đi tu quý vị coi có nhiều người khuyên chúng ta đừng có đi tu mà vẫn là đi tu đúng không mà quý vị coi để ý mới vô trong chùa tu quý vị hiền Quý vị sợ người ta lắm Ai nói sao bị nghe vậy hả? À? Vì sợ lắm Và quý vị biết rụt rè lắm Nên nói rằng là cái tâm ban đầu đó là cái tâm thánh thiện á Mà quý vị coi người tu mình bây giờ tu càng lâu càng như là chặn lửa vậy đó Tu càng lâu càng dữ dằn Mà tu càng lâu thì càng phá giới dữ dằn Ngộ vậy đó quý vị để ý đi à. Còn cái tâm ban đầu nó đặc biệt lắm Cái tâm ban đầu nó rụt rè nè cái tâm ban đầu mới vô chùa sợ nè Rồi ai kêu cái gì là không có dám cãi là đâu Rồi có khi lên tu Dù là cũng mệt nhưng mà xiên lên tu không có dám Đó Nên mới nói rằng cái tâm ban đầu Mà cái tâm dũng mãnh Cái tâm mà biết sợ Biết nghe lời đó, đó là cái tâm đó mà giữ cả đời là nó tu định đó Cái tâm đó mà giữ cả đời là nó tu định đó quý vị Nên đây mới nói cái câu nguyện Nguyện là nguyện từ cái ban đầu vừa phát nguyện và cho đến khi cận tử nghiệp của mình vẫn giữ được cái nguyện kiên cố đó vậy thì một vạn người niệm phật là chắc chắn một vạn người giảng sạch à. nên nó kinh văn á quý vị thấy rằng đó kinh văn quý vị đọc lên học và nó phù hợp với cái cuộc sống hiện tại luôn nó rất là phù hợp còn nếu như học mà nó không có chút phù hợp gì chân là thua rồi đó nên nó tại sao mình nhận thức nè vì sao mà chứ tổ sư cứ nhắc ngay cái bộ kinh vô lượng thọ bộ kinh a di đà cũng như là chúng ta nói người gần nhất là đại lão và thượng tịnh không là người có sức ảnh hưởng lớn vô cùng về tịnh độ tông ngài phần nhiều là nhắc kinh vô lượng thọ vì kinh vô lượng thọ là nó quá đầy đủ còn kinh a di đà là rút gọn lại nhưng mà quán vô lượng thọ Thì Hòa Thượng lại ít nhắc đến Cũng có giảng nhưng mà ít nhắc đến lắm Vì phải ngồi Ngậm nghĩ nghe không Vì Cái thời đại này Kinh vô lượng thọ dạy Dễ hành trì hơn Kinh a di đà Thì cũng là dễ hành trì Nhưng mà quán vô lượng thọ Thì nghe tới khó hành trì đó, quý vị phải nhận thức được cái chỗ này Có nghĩa là nghe mà khó hành trì là người ta không dám phát tâm Còn nghe mà dễ hành trì thì người ta nhất hướng chuyên niệm Người ta giữ có vật hiệu đó, người ta niệm suốt luôn là có kết quả liền à Có kết quả liền đó Đó, nên á, thí dụ như Quán vô lượng thọ Đức Phật giảng Cho bà Vi Đề Hy là bà nương vào cái quay thần của đức bổn sư thích ca mâu ni lúc đó bà nghe kịch rồi kinh vô lượng thọ rồi kinh a di đà nhưng mà quý vị biết rằng là mỗi một hoàn cảnh giảng là khác nên chúng ta chọn một hoàn cảnh đó của đức phật giảng mà phù hợp với chúng sanh bây giờ để học tập vậy thì quý vị đưa lên kinh văn sẽ phù hợp nhân sinh còn nếu như quý vị mà chấp cứng văn tự mà quý vị không nhận thức được nhân sinh hiện tại căn tính như thế nào thì quý vị đưa ra phương pháp thất bại đó ừ, đưa ra phương pháp mà không có nhìn nhận được xã hội công chung vậy là quý vị thất bại liền vì người ta không tiếp nhận nổi không có tiếp nhận nổi nó nên có một vị này cứ thường khuyên nhận đức là học tập quán vô lượng thọ kinh nhưng những đức thấy rằng chúng ta vào không nổi nên những đức cứ là im im và không có học được tại vì không có vào nổi rồi khuyên nên quán phật những đức thấy chúng ta bây giờ này lễ phật mà còn có khi còn ngủ gục kìa làm sao mà ngồi quán tụng kinh đây là miệng động tụng ao ao đây mà còn ngủ ga ngủ gặt nè rồi niệm địa chung thì quý vị thấy Cái điều địa chung thôi niệm nó Nó hưng khởi vô cùng mà chúng ta còn ngồi ngủ gục kìa Không chi mà ngồi quán quán thì sao nổi Chắc là hai tiếng ngồi chắc chúng ta ngủ hai tiếng là quán Phật quá Quán này là quán vô định luôn á Quý vị biết rằng cái căn cơ này chúng sanh bây giờ á Nó không phù hợp Quý vị ngồi coi cả đại chúng thì biết liền gì sao quán Nếu bây giờ mà cả đại chúng này chúng ta ngồi im im Ai cũng ngồi đó để quán Phật hết á nó quán mặt trời rồi quán mây quán nước rồi quán cây báo rồi quán một chút chắc chắc mấy cái quạt này nó đang quạt bị ngủ luôn quá không nó không có phù hợp trong thời đại hôm nay đó quý vị nên nó chưa tụ sư các ngài tu các ngài biết các ngài nêu là một phương pháp cho nó phù hợp nhớ nghe cái tâm kiên cố được là ngay cái nguyện kiên cố đó quý vị à đó nên người tu chúng ta mà nghiệp gì cũng tiêu Là ngay cái nguyện này chắc chắn nè Cái nguyện này chắc chắn nè quý vị à Mình đã lên tu một thờ Dù cỡ nào cũng tu hết một thờ chứ Chứ không có nói rằng là giữa chừng mà chạy ngoài đi tiểu đấy gì chứ Tu hết một thờ Cái nguyện đó mà kiên cố được đi Quý vị tu không bao giờ chạy ra ngoài đâu không chạy ngoài đâu với vị à còn nếu như quý vị nói tù tù mắc vệ sinh thì chạy ra ngoài thôi à, là nó mất vệ sinh hoài vậy đó, tại vì mình đâu có kiên cố tâm của mình, đâu có phát cái nguyện nên từ nơi đó đó, chúng ta học tập Phật pháp đó, là phải giữ cái tâm nguyện của mình cho chắc chắn, cái cõi đời này nó quá nhiều sự khổ đau quý vị à, quý vị không biết tu hành quý vị có cảm giác như sao? Trong tâm những đức thấy rằng Nhiều thứ khổ đau quá Từ nơi đó mà trong lòng á không có cảm giác lưu liếng cái cõi ta bà này đâu ừ. Nhưng mà không phải là đá đổ quý vị à Nhưng mà trong tâm nó không có lưu liếng cái cõi ta bà này Nó đều có cái tâm phát tâm là đi về thế giới cực lạc thôi à Tại vì mình thấy cái cõi này nó nhiều thứ Khổ đau và bao nhiêu sự tranh giành hơn thua đấu đá Nhìn từ cảnh tình này chúng ta quý vị biết rằng Làm sao mà có cảm giác ở cõi này được hả quý vị Những đức ngồi đây học tập mà quý vị ngủ gàng ngủ gặt Những đức thấy cũng khổ nữa những đức cũng từ nó nhìn cái chỗ đó mà những đức phát tâm mạnh mẽ có tâm cầu sanh cực lạc vì bây giờ cái cõi này chúng ta tu hành mình như vậy thì nó khó tiếng quá Đoạn kinh văn này nhắc rằng Ở thế giới cực lạc Chúng ta không còn thối chuyển nữa Một cái hoàn cảnh tu Mà chúng ta không bị thối chuyển Cái tiếng thôi chứ không lùi Còn quý vị biết rằng Chúng ta ở cõi này đó nghe Nếu đời này gặp được Phật Pháp Mà chúng ta không phát triển được Đạo tâm mình mà Tu hành hướng đến chỗ giải thoát được đó quý vị Là chúng ta bị xây chuyển đó nên người chúng ta tu không biết sợ Nên mỗi ngày mình bê tha Chứ biết sợ là tự mỗi người mình tự lo cho bản thân mình Sống thì cùng với đại chúng Nhưng mà chính cái tâm mình tu mình biết Không có ai mà giúp cho quý vị được cái cận tử nghiệp đâu Người ta chỉ hộ một chút thôi Từ khi quý vị có năng lực Thì người ta hộ một chút đó Người ta đưa mình Tiến tới một chút, đỡ mình một chút còn mỗi ngày tuy sống chung Chị chị anh em anh anh em em Thầy thầy trò trò Nhưng mà khi cận tử nghiệp chúng ta Mỗi người tự lo đi Con đường ra đi đó tự lo đi quý vị à Nên nó mỗi ngày con người mình nó khôn khéo nhất Là mình khéo dụng công khéo tu dù là làm gì làm nhưng mà phải dung dưỡng cái tâm giải thoát của mình cho đừng có để nó bị lui sụp nhớ đó nó sau này qua bên kia Phải giữ cái tâm của mình đó Đừng có để luống qua một đời của mình nghe không ừ. Tùy duyên mỗi con người chúng ta đều lớn hết rồi Tùy duyên là khi ngoài phạm vi sắp xếp của mình á đã không có sắp xếp được là tùy duyên đó còn mỗi một đoàn thể một gia đình của mình á là đủ duyên để sắp xếp, xếp nên cái câu tỳ duyên này á, là tỳ duyên những chúng sanh khi đến đây rồi đi người ta đi rồi mình đâu có nắm bắt làm gì còn cái nơi ở của mình thì nó phải nghiêm túc mình đã ở thì mình phải nghiêm túc đó nên nó vì sao không mà những đứa có khi nói chuyện Hoặc là khi ngày Chủ nhật là họp mấy cô đồ Lấy một người để nêu ra Không biết họ có nhận thức hay không Vì mình thấy á Ví dụ như nguyên hội chúng tu gì Cũng có những người người ta thị hiện Người ta làm ngược chúng hết à. Mình nhắc từ cái chỗ đó Mình chỉ cho người ta thấy Chỉ cho người ta thấy đi Người mà kế tiếp đừng có làm gì Quý vị suy nghĩ Cả một cái hội chúng như vậy Mà nếu mà người nào cũng là tùy tiện Làm theo cái Cái điều mà mình suy nghĩ Không có hòa chúng gì trên Thì quý vị nghĩ Cái hội chúng này nó làm sao hả quý vị Nên cũng có một hai người á Đi vô chùa tu Họ theo cái cá tính họ thôi Giống như họ nghĩ Họ biết hết muốn làm làm nếu như mà toàn thể chúng chúng ta mà vậy hết, Thì quý vị nghĩ đại chúng chùa này sao quý vị phải loạn không đó nên người ta mới lấy một người người ta nêu lên để mà cho những người kế tiếp đừng có học theo người đó thấy không đó mình đặt cái câu là nói lỗi người nói lỗi người là có cái tâm châm biếm có cái tâm cười chê mà không có cái tâm lợi ích cho người thì đây là nói lỗi người Nên Trung Phong Thiền Sư Ngài nói một câu rằng Có cái tâm thiện muốn giúp người Dù là mắng người Chửi người, đánh người Cũng là thiện Còn cái tâm không lợi ích cho người Dù là vuốt ve người Khen tặng người Hình tướng giúp đỡ người Cũng là ác Tại vì nó không có lợi ích Mà đều là dung dưỡng cho cá nhân mình thôi Sợ tổn mình Nên luôn luôn dung dưỡng Nói ngọt dịu với người khác Vì sợ tổn mình Ai chết mặc kệ ai Ai tổn hại mặc kệ ai Đây là ác đó Còn có cái tâm mà không sợ tổn mình Mà muốn lỡ người Dù là đánh người, chửi người, mắng người Cũng là thiện nữa Cái thiện trong nhà Phật Nêu là phát xuất từ cái tâm á phát xuất từ cái tâm á không có sợ tổn mình á đây là thiện á ừ. mình phải nhận thức được cái thiện ác đó nên nó văn tự nó không có cố định thí dụ như ăn tổ ngày dạy lúc ngồi yên lỗi mình thường nhớ khi lựng bàn cho nói lỗi người nếu mà không có phương tiện của một người làm lỗi đó quý vị thì quý vị giảng pháp ở đâu ra mà giảng Lờ pháp á, nó có mặt trái, mặt phải. Mặt phải nó hỗ trợ mặt trái, mặt trái nó hỗ trợ mặt phải. Vì phải nhớ. Thí dụ như chúng ta đọc lịch sử xưa có những người làm ác, họ hại cái người làm thiện. Khi người làm thiện bị hại chết rồi á, thì người làm thiện này được người làm miếu thờ, làm miếu thờ đời đời người ta đến cung kính và noi gương theo. Còn người làm ác á, thì người ta làm hai pho tượng giữ cửa cho cái phòng thờ đó. quý vị thấy phải góc độ của chúng ta thấy cái người ác này nó giết cái người thiện, chúng ta chửi cái người ác này. Nhưng mà cái người thiện kia họ thiện chết thì ai cũng chết một lần Nhưng mà người ác này Họ giúp cho người thiện nó thăng hoa Từng đời từng đời ai cũng cung kính Cái người thiện là nhờ cái người ác hại á Nên nó giúp cho cái người thiện này Họ thăng hoa luôn Nên gọi là ác hỗ trợ thiện Nên Đức Thích Ca Mô Niên này nói một câu gì nè Ta là bị đề bà đạt đa đó là đờ đờ kiếp kiếp theo phá hoại cứ theo phá ta vậy đó nhưng mà ta nói cho đại chúng nghe là ta nhờ đệ bà đạt đa mà ta sớm thành phật vì ông là tạo cái nghịch duyên mà nghịch duyên thì dễ tăng thượng duyên đối với người có tâm nguyện tu đạo giải thoát càng nghịch duyên chừng nào thì càng tăng thượng duyên chừng đấy đó còn đối với người không có tâm giải thoát thì nghịch duyên bỏ đạo thuận duyên thì xa đỏ quý vị nghe hiểu không nghịch duyên đối với người giải đãi thì bỏ đạo thuận duyên thì họ sống hưởng thụ để xa đỏ là vậy đó còn đối với người có nguyện kiên cố thuận duyên không dính mắt nghịch duyên không thối chuyện đó nên cái đoạn văn này lấy chữ nguyện làm chính. Nên người tu đạo mà không có một cái nguyện kiên cố làm sao quý vị có thể phát tâm chắc chắn được hả? Thí dụ như mấy trăm bà cụ già này chúng ta không có cái nguyện giảng sanh làm sao chúng ta làm hả quý vị? Từ nơi đó từ cái nguyện giảng sanh mà cái việc thế gian chúng ta làm được là do cái nguyện. Nó đoạn kinh văn này nhắc kỹ cho chúng ta là cái nguyện chắc chắn cái nguyện đã chắc chắn là có lòng tin rồi. Cái nguyện đã chắc chắn là có cái hạnh rồi. Nên lấy một chữ nguyện làm chính luôn. Nên chúng ta tu hành mà dễ bỏ đạo là do không có nguyện. Không có nguyện. Đó. Từ nơi đó mình được đi tu là mình thấy mình may phước, mình đủ duyên lắm rồi. Mà mình có khi mà mình còn suy nghĩ vu vơ, thí dụ như đại chúng trong chùa mình có cụ đi Cả cuộc đời các cụ có khi khổ vì chồng vì con quá trời luôn Ước làm sao mà mình có cái nơi nương tựa Mình sống cho bình yên tuổi già Vậy mà sống một hai năm Cái là con vô nói vài ba câu Cái nó chạy về với con liền à Vậy là đâu có nguyện kiên cố đâu Đây gọi là phàm phu vừa nguôi nguôi Cái đi tìm lại cái khổ Khổ rồi xong cái chạy vào lại nữa Không chịu giữ cái quy củ cho người ta ở đây Trong khi mình lo cho chồng cho con Lớn khôn hết trơn Vậy mà cuối cùng Tuổi già của mình mình còn chưa biết lo cho mình Nói hoài thì nói vậy chứ cũng chơi chơ Tại vì sao? Vì chúng ta đâu có tiếp nhận nổi Không có biết lo cho mình Đó hồi ơi những đứa thấy có những mà cụ già nghe bà ở đây mặt mày phải sáng sủa Chạy về nhà Vài tháng đi vô để lại xin cộng tu Tóc tai thì Nhìn thấy bùm sùm Mặt mày thì Tả tơ hết chứ không, quý vị à nên ở đây Nguôi nguôi yên quá rồi cái muốn chạy đi tìm phàm phu mình á là nguôi nguôi đi tìm lại nên có những cô mà sồn sồn khi xa chồng á vô gặp những đức á nói khổ này khổ kia khổ nọ những đức nói cố gắng niệm phật đi khổ thì khổ vậy đó nhưng mà im im vài tháng rồi nó đi tìm thằng khác đó không lo tu mà hướng có tâm giải thoát cái nguyện cho kiên cố á, là đi tìm cái cụ lôi Đừng có nói khổ gì Quý vị biết rằng quý vị mà không lo tu Là ngũ dục lục trần nó lôi kéo quý vị liền Đừng có nói đùa uhm. Nên mỗi một người chúng ta Chúng ta cố gắng Mà giữ cái tâm tu của mình nè Anh em bạn bè đến thế gian gặp nhau Đây là cái duyên gặp nó Nó không có tồn tại đâu Cái tình cảm thế gian nó không có tồn tại Anh em mà không biết giữ cái quệ mạng của mình Là gán chịu đó uhm. Trong cái tu nó có mặt trái mặt phải đó không đủ trí tuệ để nhận thức là học sai đó nhớ đó thí dụ như có một huynh đệ vô chùa tu ông ở bên chùa kia 5 năm năm chờ của ông làm công quả nhiều muốn tu tu cũng được muốn tu thì không có thời gian tu công quả làm quá trời luôn năm năm ông mà ông gặp một ngôi chùa mà tu gì là nhờ năm năm công quả đó đó Người ta 5 năm là thối đạo rồi Ông 5 năm á, mà ông giữ được tâm ông là do gì ông tu phước 5 năm đó Trời ơi không hiểu hả Chư tổ sư dạy người mới vô chùa tu là 5 năm công quả là gì Duyên phước bồi cho chắc Giống như cái nhà nền chắc Xây lên mấy tầng Cũng có thể lên mấy tầng được hết trơn á còn nếu như mãi mãi là công quả không Mà không dụng công Không có người đưa cái phương pháp gì thì cũng tiêu luôn Vì thì cả đời này là tu phước Trong lục đạo nó Nên những đức thấy một người Vào chùa tu Thấy người ta bồi được cái duyên phước 5 năm, năm Mình nhìn cái là mình biết Người này mà chịu mà dụng công tu Là có kết quả đó Chiên năng niệm Phật đừng có bị ô nhiễm Khi chơi chung với bạn bè mặt trái mặt phải mới nhìn nhận được vậy thì có kết quả liền tại vì mình nhìn là mình biết liền cái người này có cái phước duyên còn một số anh em sống với mình á năm sáu năm mình thấy phước duyên của họ nó không tiến sự tu thì bị đì mãi là do gì quý vị biết rằng sống chung với những đức là không có quá chú trọng công quả mà cũng có chú trọng tu có chú trọng công quả và có những thời gian thì nó quá tiện lợi mà tiện lợi mà không chịu lo tu Thì nó hết phước hết duyên Thấy không Còn có khi sống với một số nơi Người ta không có tạo tiện lợi cho mình Nếu mà người này có cái nguyện Là nhờ cái cực khổ đó Mà 5-6 năm Thì nó bồi được cái thân khỏe Và cái tâm kiên cố Rồi xong phước duyên nó đẩy mình Gặp một cái phương pháp tu nhưng mình chịu tu một cái là nó tiến liền Vì cái nền nó xây rồi Thì lúc này là chúng ta lên lầu thôi là tự nhiên tu có kết quả liền à còn nếu như mà đi vào đây mà không có nhận thức được cái mặt trái mặt phải á, thì thất bại luôn ổn thời gian đi tu đó quý vị nghe gì đó tùy quý vị nhận thức đó tùy quý vị nhận thức thôi à sống thì sống chung bình thường vậy đó nhưng mà tôi học tôi biết tôi học ai tôi biết tôi học ai quý vị coi ở đây ai lo cho quý vị rồi ai mỗi ngày nói cho quý vị nghe ai đưa cái phương pháp rồi cuối cuộc đời chết ai hộ niệm Biết rồi Sống thì sống chung vậy đó Dù là mình quý người đó mà Mình không có ra dễ quá Vì bị người ta chăm thọ Nhưng mà mình biết cái góc độ học tập là mình học ai Mình biết Vậy đây là người khéo sống Người trên ta biết hết Ta biết cái người khéo gì hết á Đó Ví dụ như Đức đi xuống dưới đây á Gần gũi với Hòa Thượng Quý vị coi có mấy lần nhà Đức qua gặp Hòa Thượng đâu Vì sao? Vì tránh chỗ dị nghị Nên ít bao giờ gặp đều là nhờ cô chính không Chứ đâu phải là những đứa không dám gặp Hòa Thượng Nhưng mà miệng đời dị nghị lắm Nên phiền phức Thôi Đàn ông với đàn ông với nhau Nên từ nơi đó có người đàn bà mình nhờ người ta cái gì làm được để cho người ta làm người đàn bà có thấy mạnh nếu quý vị biết dụng á ừ. người đàn bà có thấy mạnh nếu biết dụng còn nếu không biết dụng á là có cái quả tay á nên á thí dụ như bên cạnh những đức á cũng có những cô cũng mặt mày sáng sủa lắm cũng có những cô xấu như con mèo vậy đó nhưng nếu mà cho những đức dụng người bên cạnh là dụng những cô xấu như con mèo Ừ. biết sao không? Vì ít ai dị nghị. Có một người đến gặp như Đức hỏi. Thí dụ như trong một công ty nếu như muốn dụng một người nữ phải lựa dáng dốc mặt mày sáng sủa bên cạnh. Những đức thì nói lại đừng có lựa người đó, cái người đó để cho xa xa mình chút. Lựa cái người lùng, lựa cái người tướng xấu á lựa cái người hô hốc á, bên cạnh mình một là mình không có động tâm với người đó hai là khi xấu vậy thì biết thân phận bởi vì để ý đi vợ xấu nó biết thân phận còn vợ đẹp á, mình thương quá nên nó chèo cao ha nên nếu mà nói về ngoài đời á, mà nếu mà mình làm ông vua vợ đẹp thì chỉ có gần gũi còn vợ xấu thì nắm chính quyền vậy thì quý vị thành công còn nếu như lấy vợ đẹp để gần gũi mà cho nắm chính quyền luôn vậy thì phải cần người này có đức hạnh đặc biệt có nghĩa là phải tròn vẹn lắm mới thành công nó nên quý vị biết rằng một người xấu xí bên cạnh mình vậy đó mà ít ai để ý tới nếu như quý vị chọn một người thiệt đẹp để bên cạnh mình cái tự nhiên ta nói ông này ông lựa đẹp bên cạnh đúng không à đó từ nơi đó nó không đơn giản đâu quý vị à nên anh em những điều như Đức nói nè Là gì á Năm nay á, Anh em phải Đi qua bên Đại Tùng Lâm để mà mình Lo cái đậu tràng bên đó Cả đại chúng mới nhớ nè Tất cả quý thầy ở đây đều là nhập khẩu ở hộ pháp không à Bây giờ á Hòa thượng chúng ta ngày lớn tuổi ngày già như vậy à trong tâm của hòa thượng cứ thường nao nao trong lòng bây giờ xây một ngôi chùa lớn như vậy mà cái duyên để mà phát triển đạo tràng cho người ta niệm phật thì thấy sao nó xa vờ quá trong lòng cảm thấy cũng buồn quý vị những đức cái xuống đây cũng nghe cô chính thường nói hồi xưa Hòa thượng mỗi lần lâu lâu về đây Hòa thượng trong lòng nằm những cái giỏng buồn buồn Xây một ngôi chùa gì rồi Mà bây giờ cái người giữ chùa khó Cái thì tìm ra quá Giữ chùa thì được rồi Mà tạo ra một ngôi đậu tràng cho người ta tu Khó quá vị ơi Trong lòng Hòa thượng cũng buồn buồn Nhưng chắc là trong tâm Hòa thượng Cũng là có tâm gì chúng sanh Nên tự nhiên mình xuất hiện đến đây Còn mình cũng có tâm tu nên mới gặp Hòa thượng Hai bên nó kết hợp rồi xong bên đây rồi Thì tới Đại Tùng Lâm Hòa Thượng Ngài đưa những đức qua bên bển Để lại Bồ Tát Quán Thế Âm Quý vị thấy Hòa Thượng Ngài tính toán con đường từ từ không Đưa qua lại Bồ Tát Quán Thế Âm Rồi Hòa Thượng mới kêu những đức qua bên bển nói chuyện cho Đạo Tràng nghe thôi rồi xong từ từ hòa thượng ngài mới sắp đặt những đức qua bệnh để phát triển đầu tràng đại tùng lâm luôn phải đi từng công đoạn không lúc mà hòa thượng á kêu những đức qua Bệnh lại năm trăm danh hiệu là những đức biết con đường ngày hôm nay rồi biết sớm muộn gì mà mình cũng qua đại tùng lâm à Đó. nên á, cái chuyện á hòa thượng kêu mấy lần là những đức đã biết rồi nhưng mà mình cứ về giặt từ từ coi sao chứ mình biết sớm muộn gì mình cũng đi qua đại tùng lâm mà những đức cũng có cái tâm quyết Trong khi hòa thượng còn tại thế này quý vị Những đức nói với mấy anh em Những đức nói gì nè Mấy anh em cố gắng đi Bây giờ chúng ta lấy hòa thượng Làm người thầy Thế gian này đi Còn người thầy sức thế gian Là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta Thì quý vị biết rằng Chúng ta dù có giỏi gì giỏi nhưng mà không có người để ở đầu Ở thế gian này thì quý vị cũng khó làm lắm quý vị à Khó lắm á Thì bây giờ các anh em ngồi đây á, Suy nghĩ Cái chuyện xuất gia mà thọ giới thôi Nếu quý vị mà không có một bổn sư rõ ràng Cũng hơi khó khó Nên người ta bây giờ Ưa cái chuyện mà y chỉ sư có một người nào có tiếng tâm thì người ta nương vào y chỉ sư để mà có thể giúp đỡ cho người ta thì các anh em biết á, Hành đạo ở đây được là nhờ có hòa thượng mình đó Bữa mà cuối năm hòa thượng nói chuyện đó Xây mấy ngôi chùa Đào đắt rất là nhiều Mà cái nguyện lắm là mấy ngôi chùa Gần bốn chục dãy nhà Đào biết bao nhiêu đất Cái chân cứ đau hoài vậy đó Cứ nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm rồi có một lần á, trong lòng hòa thượng á, than thở với bồ tát quán thế âm bồ tát ơi con có tâm nguyện xây chùa cho người ta tu vậy mà sao mà bồ tát không thương con không gian hộ cho con sao mà để cái chân con nhức hoài con cần cái chân này để mà nó đi tới đi lui mà sao không nhức hoài bộ bồ tát không thương con sao thì hòa thượng nói rằng là tối lại ngủ thì nghe cái tiếng nói rằng là thiếu nợ thì trả đi chứ than thở làm gì xong rồi một hai ngày sau thì trong một giấc mơ hòa thượng thấy đắc đào lên rồi đổ đất xuống đá đổ xuống thấy ốc cá nổi lên chết đầy trên mặt nước hết thì hòa thượng ngài nghĩ ra rằng tuy mình xây chùa cho người ta tu nhưng đại tùng lâm hộ pháp thời xưa nó đầm lầy ruộng lúa thì bao nhiêu tôm cá ốc hến ở trong đó mà đá đổ ao 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 xuống để mà trở thành một ngôi giả lam như vậy thì bao nhiêu con vật nó chôn thay nó chết trong đó có cái tâm xây chùa cho người ta tu nên tội nặng báo nhẹ những con vật tuy mình không cố ý giết nó nhưng mà tự nhiên mình giết người ta Người ta cũng hận chứ Nên trong giấc mơ nghe Thiếu nợ thì trả đi Chứ quán thang làm gì Thấy không Nên á, bây giờ mình có những cái nơi ở gì mình tu á, Thì bao nhiêu con vật nó chôn thay với đó Rồi hòa tượng Bây giờ á, cái chân cái nhức đau vô cùng Bây giờ á, những đức hành đạo ở đây là nhờ á, hòa thượng nè Quý vị biết á, Thọ giới hòa thượng cũng sắp xếp Sức gia hòa thượng cũng sức gia Chùa truyền hòa thượng xây cho ở Tất cả cái gì hòa thượng cũng sắp xếp Những đức chỉ có làm thôi à Quý vị nghĩ nếu những đức là một con người Có thể làm được Nhưng mà nó không có một cơ ngơ gì Và có người đỡ đầu cho những đức thì Sao mà những đức làm được cho quý vị Nên cái ơn đầu tiên là ngay chỗ hòa thượng mình á Chúng ta nói về người thầy thế gian này đi là nhờ Hòa Thượng giúp những đức mới có thể phát diện Đạo tràng mà hướng dẫn vị tu Nên xây chùa cũng có cái tạo nghiệp Vì chúng sanh bị chết Hòa Thượng bây giờ hai cái chân này nhất lắm Nên chúng ta mỗi người nhớ cái ơn này Mình mỗi ngày mình tu Mình có cái tâm hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng Viện chủ tu đình hộ pháp Mong cho những cái con vật đó Nó được hưởng cái công đức này đừng có đeo bám hòa thượng nữa để cho hòa thượng ngày khỏe đi hòa thượng mà ngày mà chủ thế được ba chục năm nữa là những đức là quý vị biết những đức giúp cho nhiều người tu lắm á những đức nói thật với vị nghe từ khi cái duyên thì sao á chứ những đức nhìn thấy á hòa thượng mình mà tịnh cái rồi là những đức kể như là khó hành đạo lắm quý vị à dù những đức giỏi giỏi nhưng mà khó hành đạo lắm á nó đều bị ngăn chặn là hết trơn á nên nó công chúng khắp nơi nghe những đức nói câu này bị nhớ Mình có cái tâm thiện làm dành cho một người nào đó Những đức thấy rằng hòa thượng còn thể thế Những đức có thể tạo nhiều phương pháp tu đồ Đạo tràng tu rồi cho bị tu được đó Vì có hòa thượng á Nói mà Đại Tùng Lâm với Hộ Pháp này thôi Là một cái nơi dung chứa của người đông lắm Nhưng nếu không có hòa thượng là những đức khó làm việc lắm đó quý vị à Quý vị nhớ dù là hòa thượng có giao chùa những đức đi chăng nữa nhưng nếu không còn cái uy đức của hòa thượng những đức cũng khó tổ chức cho vị tu lắm á những đức biết mà nên à, mọi người chúng ta tu nên có tâm hồi hướng cho hòa thượng đó những đức có được cái phương pháp tu ngày hôm nay là quý vị biết rằng những đức đi vô chùa tu phải công nhận rằng phải nhớ cái ơn của thầy nhắc nhà quý vị à phải công nhận là vô chùa tu là gặp được thầy là cái ơn đó nhưng mà những đức đi vô chùa tu là nhờ cái sức ảnh hưởng á là những đức nghe pháp Hòa thượng tịnh không quý vị ừ. đó nên thật sự trong lòng của mình đối với sự tu là trả ơn một người thầy mình gặp đối với cái pháp tu mà thấy hòa thượng tịnh không bao giờ ngày già yếu đi mà có người dịnh ngày đi quý vị biết thấy mình thật sự dù là chưa bao giờ đối diện với nhau ở ngoài đời gặp nhau nghe việc nhưng mà vì nghe pháp của ngài có cái tình cảm Nhìn thấy vậy tự nhiên trong lòng thấy cũng đau xót Thế thương Nên á, nghe Pháp Hòa Thượng tình không có sức ảnh hưởng Nhờ cái tư tưởng của Ngài Mà những đức có thể gây dựng được Cái tư tưởng tình độ mà tu Có thể cả đời đó Là ơn đó quý vị Đó là dùng cái câu đó là Ơn giáo dưỡng một đời nên quệ mạng Nghĩa ăn sư muôn kiếp khó đáp đền Đó Những đức thấy bây giờ ơn thầy nặng Ơn cha mẹ rồi đó Hồi xưa thì Phật nói là trước ơn cha mẹ Sau mới ơn thầy Bây giờ quý vị coi Cha mẹ sinh mình mà có khi cha mẹ có dạy mình đâu Nên chúng ta dùng cái câu là Ơn giáo dưỡng một đời nên quẩy mạng Nếu như mà chúng ta được cha mẹ sinh Mà không dạy dỗ Vì thì cuộc đời có thăng là toàn bộ làm sai Quý vị coi Pháp phải là không định Pháp không Pháp có chuyển Pháp Nó không định Pháp Nên gọi là không cố định Pháp Quý vị phải dùng trí tuệ để nhận thức được pháp vì thì quý vị dùng pháp vô cùng đặc sắc thờ đức phật còn tại thế là ơn cha mẹ đứng đầu chúng ta coi thời đại hôm nay là ơn thầy đứng đầu lại rồi đó tại vì sao nếu cha mẹ sinh ra mà quý vị mà không được dạy dỗ thì cả đời quý vị là làm kẻ hư hỏng đúng không đi đọ lạc càng sâu nên may thay gặp được người thầy dạy dỗ nên chúng ta mới nhìn được con đường đúng chúng ta đi nên mới gọi là ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng Được cái huệ mạng tu giải thoát Nên nghĩa ăn sư muôn kiếp khó đáp đền Là ngay cái người thầy dạy dỗ đó quý vị Thí dụ như giờ những đức đi vô ngôi chùa Mà những đức không nghe được pháp hòa thượng Không có tư tưởng gì hết Vì thì cuộc đời những đức dù là tu đạo đi chăng nữa Cũng là có thể làm sai Hoặc là bỏ đạo nó rồi bây giờ những đức có tư tưởng rồi Mà nếu như bây giờ những đức không có một nơi Để mà hành đạo Có một người đỡ đầu nhờ cái đức của các ngài để mà những đức giúp chúng sanh vậy làm sao những đức làm được nên quý vị coi có chứ có sao rõ ràng không quý vị phải công nhận rằng cái việc gì ra việc này ơn đầu tiên là phải gặp thầy giác nhàn là điều rất đúng nếu những đức không gặp ngay đạo tràng tỉnh thất quan âm thì làm sao có những đức ngày hôm nay đây là điều xác thực nhưng mà ơn là ơn việc gì ra việc này khi hiểu đạo rồi thì phải lo hành đạo cho đúng nên có một câu bên thiền tông người ta thường để cái động văn này khi mê thầy độ ngộ rồi tự độ chữ mê là chưa hiểu gì khi gặp thì nhờ thầy chỉ ngộ rồi là con đường này con phải tự đi nên chúng ta sống trong thời đại này khó tìm ra một người thầy giác ngộ hoàn toàn để chỉ đường nên chúng ta mấy thấy gặp một người chỉ đường con đường này hiểu rồi thì tự đi dù là những đức là đệ tử nhưng khi hiểu rồi con đường này những đức phải đi chứ không phải những đức dụng tình cảm mỗi ngày sống trong tình cảm thì những đức vẫn là trong lục đạo lương hồi nên phật tử khắp nơi phải nghe và hiểu không phải là không nhớ ơn nhớ ơn là tu đạo mới nhớ ơn chứ không phải mỗi ngày gặp hoài mà là nhớ ơn đó cũng là có tâm phụng dưỡng của thế gian nhưng mà cái tâm của người thầy sức thế gian Là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy là Y giáo tu hành để đền ơn Thì thời gian những Đức đi xuống đây tới bây giờ hơn 5 năm Là những Đức cố gắng lo tu ở một nơi không đi chơi ở đâu hết Quý vị coi như vậy có phải là trả ơn hay không Còn thêm cái nữa Ở đây cố gắng quét chùa cho Hòa Thượng Là cũng trả ơn cho người thầy đó, rồi nghe pháp hòa thượng tịnh không thì cố gắng chiên nhất một câu Phật hiệu là cũng có tâm trả ơn cho hòa thượng tịnh không nên rất mong hội chúng khắp nơi nơi những vị hòa thượng tôn túc còn chủ thế thì pháp này có người hiện thế mà tu đạo như những vị long tượng như đại lão hòa thượng tịnh không nên khắp nơi nơi chúng ta nhớ ơn ngài chúng ta cố gắng niệm phật chăng thật mà niệm phật chỉ cần có một cái tâm một chút thôi chúng con nguyện hòa thượng trụ thế lâu dài dù là già nhưng chỉ còn trụ thế ở thế gian này lâu dài thì tịnh độ vẫn còn sức ảnh hưởng vì ngài thăng yếu nhưng đầu óc rất khỏe rất tịnh và tự nên không á chúng ta bây giờ nhờ nghe pháp ngài mỗi người chúng ta nên có cái tâm một chút là chúng con á Nguyện chư Phật Bồ Tát Chủ thế gian lâu dài Để mà chúng con có một nơi để mà nương đến Dù là không có gần gũi nhưng có một tia Hy vọng về một phương hướng Để mà mình nương mình tu Chúng ta là phàm phu nếu không có một cái điểm để mà nương Thì tu mới được Biết là cái chuyện học Phật Thì mình là nương vào Phật rồi nhưng mà chúng ta đâu có thấy Phật Chúng ta thấy cái người hiện tại nè Thí dụ như trong chùa có người đứng lo cho mình Đây là một vị Phật hiện thế Để mà giúp cho mình tu đạo Phải hiểu đó Còn những đức hành đạo là nhờ Hòa Thượng Thì chúng ta có cái tâm Nguyện Hòa Thượng đừng có đau nhức Khỏe mạnh Nguyện Hòa Thượng tuổi thọ kéo dài Dài chục năm nữa đi Chúng con hành đạo Chúng sanh được nhờ khi chúng con ra đi rồi tiếp nói là đến người khác Quý vị chỉ cần có cái tâm như vậy thôi là Quý vị lo tu cho tốt đi Là dù ở nơi nào đi chăng nữa Quý vị cũng là cái tâm nhớ ơn thật sự Trong lời Phật dạy đó quý vị à Đó Chứ một người tu mình mà quên ơn bội nghĩa Thì cái chuyện giảng sách thì tự lương tâm mình biết rồi Không có làm điều này từ tâm đâu Nhưng mà sống trong cái thế gian Pháp này á Bao nhiêu sự hơn thua tranh đấu đều là sống gần với người phàm phu không à nếu quý vị mà không khéo léo á thì nội mà người ta không tin tưởng người ta không tiếp nhận quý vị thì làm sao bị hành đạo nên á sống phải hiểu nên gọi là tùy thận chúng sanh mà ta không mê hoặc trong chúng sanh mê hoặc như vậy thì quý vị có bản lãnh đó việc này khó đó nên á hòa thượng có tâm quyết á Đại Tùng Lâm phát triển một đạo tràng niệm Phật Anh em chúng ta hết lòng Những Đức ngồi nói chuyện với các anh em á, Hướng những Đức á, gây dựng một đạo tràng chuyên tu Có sức ảnh hưởng Cho công chúng Để tu hành không phải là Đại Tùng Lâm đâu Nơi Đại Tùng Lâm không phải là cái điểm những Đức chọn đâu Nên gì Hòa thượng còn tại thế trong tâm mình biết Hòa Thượng Ngài vui khi một đạo tràng niệm Phật mọc lên Ngài sẽ vui rồi Tuổi thọ kéo dài Nên mình hết lòng mình Để lập đạo tràng niệm Phật bên Đại Tùng Lâm đó Chứ cái hộ pháp này nè Mới là một đạo tràng chuyên tu đặc sắc Đây là cái gốc Nên đại chúng trong chùa mình hết sức là yên tâm Cứ lo tu cho tốt đi Những gì những đức sắp xếp Quý vị cứ nghe đi Cứ làm cho đúng như vậy dù là những đức có đi đâu đi chăng nữa hộ pháp là cái chỗ quay về đó đây là gốc nè các cụ cái gốc này mà không còn là chúng ta coi như không làm được việc gì hết đó những đức thấy ngôi hộ pháp này là một ngôi chuyên tu đặc sắc nè quý vị được khuôn bốn bức tường giữ lại thời gian để quý vị có thời gian dụng công tu hành đây là chỗ đặc sắc nè à, nhưng mà mình sống phải có tâm hy sinh và nhân duyên chứ đâu phải là nói được về rồi á chúng ta không nghĩ đến người khác vậy thì con người mình cũng không đúng nên toàn thể đại chúng dù còn một chút sức khỏe phải có tâm cống hiến mình á cống hiến về phật pháp đây là cái ý nghĩa của một cuộc đời mình đó nên các anh em được cống hiến có thể qua đạo tràng bên kia mà phát triển đạo tràng niệm phật những đức đưa lên thời gian một năm đó đạo tràng niệm phật bên đó sẽ xuất hiện đó đây là chỗ phải cực lực hết mình Và cái nguyện phải kiên cố Không được sợ khổ Vậy thì các anh em mới thành công Có nghĩa là những gì những đức làm Những đứa là sắp xếp tính sẵn hết rồi đó Coi vào cái chỗ nhân duyên của ta và của người Để thành công Sự việc mà để thành công là 80% đó Cho anh em biết Nếu mà chúng ta không đủ phước thì thôi Nhưng nếu những đức thấy rằng là duyên hoàn toàn đủ và phước đủ rồi thì chắc chắn Trong vòng một năm Xuất hiện đạo tràng niệm Phật bên đó Quý vị đến cộng tu thoải mái Nhà cửa bên đó rộng rãi thoải mái luôn đó. Hôm qua Hòa Thượng cho dọn mấy dãy nhà Nhà lầu, nhà đúc không Sạch sẽ Đến đó cộng tu đó, còn bên đây á, thì chúng ta giữ cái khuôn nó ổn định như vậy nè cho nó ổn định nhau cái góc nè những người đến cộng tu thì cũng đến cộng tu bình thường thôi nhưng mà về sau á những đức ở bên kia nhiều á là toàn bộ nam á qua bên kia hết cộng tu bên đây á một số người nữ quen á hồi đó giờ thường đến đây cộng tu á, ổn định thì đến cộng tu bình thường còn những người mà lạ lạ đến đây cộng tu chúng ta nên đưa qua đại tùng lâm để hương gỡ đầu tràm bên đó nó tại vì cái nhân sự bên đây không còn đông nữa nó không còn đông nữa Nếu như mà vô đây cộng tu đông Ai quản lý đây được Ở đây có việc xảy ra ai quản lý đây Bên kia là còn những đức bệnh á Những đức giải quyết vấn đề mới được Đó Mai mốt là mỗi buổi chiều bên kia là những đức nói chuyện 20 phút Bằng ngày thì nguyên ngày những đức không có ở đây rồi Thì hai 20 phút đó mỗi buổi trưa ăn cơm là bật lên tivi cho đại chúng vừa ăn cơm coi. Đó là cái chỗ nó không có lạnh lẽo đó quý vị à Vừa hướng bên kia mà hướng luôn bên đây đó Quý vị thấy rằng cuộc đời con người phải có tâm cống hiến gì đó Niệm niệm phải vì người Nên tất cả các thầy, các chú, các cô, các cụ Còn một chút sức khỏe là phải mang cái tâm cống hiến cho Phật Pháp Đây là điều quý Phải chân thật mà làm Vậy thì cái chuyện niệm Phật giảng sanh kiên cố tâm tu đạo Chắc chắn đời này chúng ta sẽ được giảng sanh Chắc chắn 100% Đó Nên nó chư tổ sư dạy á cái người còn trẻ tuổi chúng ta phải chịu khó chịu cực tu tâm thanh tịnh là ngay chỗ đó đó thí dụ như ở đây nè có quý thầy nè quý thầy trẻ nào mà siêng năng tự quý thầy sẽ hiểu biết à Thí dụ như thầy viên trí đi Ông chịu khó chịu cực đi Ông chứ càng chịu khó chịu cực Thì ông sẽ kiểm qua cái tâm ông biết liền à. Phải là khi ông làm càng cực á, là tự nhiên tâm của ông nó sẽ lắng động không Chứ tổ đưa lên 5 năm công quả là biết rồi Làm cực nó lắng tâm xuống đó Cái tâm gì lắng xuống Tuổi trẻ tâm gì làm cực nó mệt quá Nên cái tâm dục nó không khởi được Đó là lắng tâm đó Khi lên chánh điện tu Cái là tức khắc là trí sáng liền nha à. Nên các cô trẻ, các chú trẻ đó những đứa cái điều tiết công việc quý vị không có để cho quý vị mà ngồi công việc gì mà ngồi làm nhẹ nhàng ngồi đó về sau nó tiêu quý vị đó nó hư tâm đó quý vị à đó nên nó khi mà nó không có làm việc nặng gì sau này Tu không có tiếng đâu Tu không có tiếng Tại vì nó đầy ấp bên trong Nó xìu xìu bên ẩn không à Không tiếng tu nữa Đó. Nên có một cái cô Cô lên cô tu bốn thờ luôn Gia đình của vô đây nè Gia đình gặp nói rằng Thầy ơi con gặp em con mà con không nhìn ra thầy Lúc trước sao thấy khỏe khoắn hồng hào Chiến này con vô sao thấy con thấy xanh sao vàng giọt không đơn giản đâu nhớ nè lên chánh điện tu bốn thờ thì hoàn toàn phải dịu tâm thì tu nó mới đạt công phu còn nếu như một là tu tăng cái ngã tại vì những đức đã từng tu nhiều những đức biết rồi 11, một mười hai giờ phi những đức tu những đức biết rồi ngộ lắm nó không đủ duyên phước là tu nhiều nó ngộ lắm nó tăng ngã nó lại nhìn người khác không tu nó lại thấy người khác không bằng mình và nó kêu ngạo ngã mạng nó ngộ vậy đó còn cái người mà có dằn phước duyên dạy về, về công quả đó thì tự nhiên lên tu giống như cái nhà mà lót móng chắc rồi đó thì tức khắc là xây tầng lên liền này. đó nguyên lý là vậy đó nên khi đi tu bốn thờ trên chánh điện á mà muốn tu mà tốt á là tức khắc dịu tâm hoàn toàn tại vì mình lên tu không nên ta sắp sao mình cứ ngồi vậy đi rồi hoàn toàn cái tu đó, không phải là lên đây vì cái ngã hoặc là ông thầy ông sắp mình lên tu á mình nói rằng ông á ông đưa tôi đi tu tôi tu cho bằng được cho ông coi nè ông đừng có xem thường tôi nghe không tôi tu cho bằng được cho ông coi nè bỏ đi cái tâm này nghe không bỏ cái tâm này thì tu tiến không phải tu bằng được cho ông coi mà là tôi tu vì tôi nghiệp nặng quá tâm thô chí thiện quá mà tôi tu vậy thì có kết quả còn nếu như tôi tu cho bằng được cho ông coi nè là đem câu vật hiệu để phát triển cái ngã mạng kiêu ngạo của mình thì tu nó sẽ không có kết quả và đến khi sau này duyên phước nó hết đó thì tức khắc nó dính vào một trăm loại niệm phật đọa địa ngục của thầy lý bình nam nói nhớ đó còn nếu như diệu tâm hoàn toàn chịu thiệt dù là tu nhiều bốn năm thờ nhưng mà luôn luôn là hạ mình Tại vì tu là đạt cái chỗ hạ mình nó mới kết quả Hạ mình Rồi người ta nói đến mình Mình ai với đà Phật Mình diệu tâm thật sự đó đó Thì tức khắc lên cái điện tu bốn thờ là không có cái công quả nào đụng nổi chứ Nhớ đó Thì nó đạt tiêu chuẩn liền à. Nhưng mà hiếm ai có được cái tâm này lắm quý vị à. Tu nhiều là thường coi thường người khác lắm Đó Nên, nên những đức dặn vậy đó Khi làm công quả thời gian Những đức cái sắp xếp cho tu bốn thờ đó phải tu làm sao mà như vậy đó Rồi mình khéo tu Trời ơi những đức mà còn hiện cái tướng đi xuống cái nhà bếp đi rửa chén bởi vị coi những đức rửa chén Cái bao nhiêu người người ta gặp là người ta xúc động Có phước rồi đó Tại vì có sức ảnh hưởng Người ta làm việc này một chút gì đó mà có phước đó Phải hiểu Nên Phật Pháp có trí tệ là gì đó Mình á, sức khỏe Mình tu xong bốn thờ á, Những đức á, thấy có những cô Những chú, những đức thấy tội nghiệp Thí dụ như Mình còn sức khỏe Mình không chịu dụng cái sức khỏe Cái giờ mà chị em ta Cùng làm á Vừa ăn cơm xong á Thức thì cùng thức mà Thì cái chén cái muỗng Mình rửa mình lao cùng với người ta đi Trời ơi sao tu mà không khéo tu chút nào hết trơn hả chàng Ông thầy ông hướng dẫn mình Ông như cha mẹ ông lo cho mình Vậy mà buổi trưa ông đứng lại một chút để mà ông ở một rửa khai. Vậy mà mình tu xong rồi mình đi về phòng mình ngủ coi sao được Dù là mình tu trên chính điện bốn thờ nhưng mình đừng có nói rằng Tôi dưỡng sức để tôi tu bốn thờ Sai rồi Tu mà dưỡng sức cái gì Đúng ra tu nó khỏe dữ lắm Nhưng mà vì cái tâm dưỡng sức Nên cái tu nó mệt đó ừ. Người ta đã từng vô nhập thất 7-8 ngày hai tuần Người ta biết mà nó có tâm dưỡng sức là nó phản tâm Chứ đúng ra nó dịu tâm thì tu rất là khỏe Nhưng mà nghĩ là mình tu bốn thờ rồi mình có tâm dưỡng sức Rồi ăn cơm xong cái chén không chịu rửa Tuy một cái chén rửa đó đó Nhưng nó hòa chúng Và nó làm cho bản thân của mình á đó, Đối mặt với người trong chùa cùng sức khỏe Mình cảm thấy rất là ngước mặt đi nhìn người từ ngay chỗ này mà tâm mình nó thông giống tự tại Nên đối với tu là sẽ tiến Đối với người thì sẽ thông Là ngay chỗ này Nên những đức nhắc kỹ như vậy đó Chứ thật sự mà nói mình là đàn bà con gái ăn Sao mà không rửa chén rửa bát Cái điều này ngoài đời ta nói là người đàn bà hư đó Không có siêng năng gì hết á Không chi là mình đi tu còn cái sức này Mà tại sao mình không làm Nó nghe rõ chưa nó cố gắng nghe ai à, di đạo phật nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để tự và chúng sanh đồng sanh về tận độ đà phật a à, di đà phật a à, di đà phật a à, di đà phật à. A di đà phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật 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 A Di Đa 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 Phật Nam Mô A Di Đa Phật Nam Mô A Di đà Phật Nam Mô A Di đà Phật <laughs> vật di A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di vì Đạt Phật à vì Phật A Di Đà 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 Phật A Di Phật A Di Đà Phật A Di Phật A Di Đà 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 Phật đà phật a di 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 đà phật a à, 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 di đà phật à, A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật